Xin chào tất cả các bác nha. Cảm ơn tất cả các bác đã quay trở lại với những video tiếp theo của Mạnh. Hiện tại thì Mạnh đang có mặt ở đường Lũng Cáng nha các bác nha. Thì thời tiết đêm hôm qua nó mưa suốt đêm luôn các bác ạ. Nó mưa cũng không to mấy đâu, thế nhưng mà nội dung là nó mưa tí tách đến giờ luôn, vẫn đang mưa này. Xem như dự báo thời tiết ở đợt tới này đây thì nó có khoảng độ 4-5 ngày nó cứ kiểu mưa dầm này. Thì không biết là liệu có hôm nay bà con có vào để tiếp tục triển khai cái phần giải đá hay không. Đầy nước này, vẫn đang chảy tí ta tí tách luôn. Đấy. Giờ thì Mạnh sẽ vào trong vách đá nha các bác nhé. Thì xem bà con hôm nay có triển khai để kéo đá lên và máy xem là làm được ở cái cấp thứ 5 này, sắp kết thúc cấp thứ 5 chưa nha các bác nhá. Chỉ sợ nó sạt thôi các bác. Vẫn chưa thấy có vết xe máy đi vào này. Trời mưa để an toàn nhất là Mạnh hay đi bộ vào. Cái nhất là đi bộ vào cho nó an toàn. Cái hai nữa là vừa đi vừa ngó xem mà đường xem nó có ảnh hưởng chỗ nào không. Đoạn đường này thì sau khi xong vách đá là phải lập tức cho máy sẽ quay trở lại để sửa chữa lại tất cả những cái đoạn sạt lở nha các bác nhé. Đến hiện tại là đi vào được đến trong chỗ máy và chỗ vách ấy, thì chỉ có xe máy đi được thôi. Giờ thì Mạnh vào đến trong vách đá rồi các bác ơi. Đá nó xô tít xuống đến chân ruộng rồi. Nhìn từ bên này sang nhìn ác thật. Phải nói ngày xưa bà con nơi đây mở ra được những cái đám ruộng bậc thang này, quá đẹp luôn. Tuyệt vời. Dài tít xuống dưới kia cơ mà. Đây đoạn này sau có thể giải được trước này. Nếu giải xong đoạn trong kia mà máy vẫn chưa ra được đến đây là vẫn có thể là cho người đi làm khuôn trước. Nó lồi lõm này các bác. Khối lượng đất đá của cái chỗ vách này là khá là nhiều luôn. Mọi người đục cũng rất là nhiều ngày rồi. Tổng lực cho bà con đục ở chỗ đó. Sau vừa rồi thì lại đến máy. Em lái máy thì vừa nãy vừa đi qua Mạnh đây thôi. Chắc theo bây giờ may chỉ đến được là đến lán thôi. Thời tiết vẫn đang mưa.
đội làm máy thì bao giờ cũng đi sớm hơn các bác ạ. Bà con thì sáng ra hôm nào cũng phải chăn gà chăn lợn xong mới vào được. Nốt được cái mỏm này đi nữa thì đỡ đi bao nhiêu. Còn cái mỏm này nữa. Và nghe là theo như là chương trình là Mạnh sẽ đục đến tầm chỗ này thôi. Là Mạnh sẽ quay ra Mạnh đục thẳng ở chỗ này xuống để lấy đường nhá. Bởi vì đường nó đang ở gần chỗ gốc cây xoan này. Chắc các bác vẫn còn nhớ là kê cái đường công vụ đi qua. Nhưng mà anh Chính với bác Phù nhờ Mạnh là đang muốn là quánh thẳng từ trên kia xuống để cho đường thật rộng. Bởi vì cái chỗ này chỉ sợ sau này là không vớn được tưới nữa. Máy mà xuống mà khoét là coi như là cái đường trên là không đi được nữa. Chỉ còn cấp nhỏ thôi. Trước tiên là bây giờ vẫn cứ phải là quánh thông cái cấp này đã. Rồi tính tiếp. Nếu đủ điều kiện rồi thì vẫn đánh thẳng xuống. Nhưng mà bây giờ nó đang lừa mắt đây này các bác này. Ở cái những cái chỗ này nó cái đá này nó sạt ra. Chứ chưa tính được cốt. Cốt khả năng nó nằm tận dưới này, cốt đường. Nếu mà đục thẳng từ chỗ này xuống, theo cái đường này xuống là đường vẫn đã khá là to rồi. Trước tiên là cứ để quanh thông cấp thứ 5 này đã. Cốc cái cấp thứ 5 này tắc lắm rồi. Nó lâu rồi. Chưa có ai đến à? Xe hôm qua xúc lên đây vẫn chưa chuyển đi này. Chắc xúc sẵn đây. Nhiệt độ xe rùa. Có 4 cái tất cả thì một cái hôm qua đang làm thì bị gãy các bác. Của anh Tỏa đang làm thì bị gãy. Thôi mình vẫn triển khai thôi. Vẫn lên bơm dầu bơm mỡ các kiểu đó. Vào thôi. Mũ nón đâu? Mũ không đi theo đầu à? Đây là vét sạch chân rồi đấy. Chỗ này các vẫn phải bắn chân này. Chân chỗ này đang vếch già lắm. Để dưới này nó hàm ếch nó ngay dưới này. Đang bảo để cái tầng này nó dày hơn. Cho cái phía này nó dày lên liệu nó có chịu được hay không. Chân này chỗ này bắn này.
tục cái đoạn giáp chân này nó còn đang trượt ra nhá các bác. Nó không bới được. Đang đứng chỗ này đúng trên cái hàm ếch này luôn rồi các bạn. Cây chỗ này cho nó rõ rõ tí để nhìn. Đấy, làm sạch chỗ này đi còn quan sát được các bác ạ. Đoạn này nó đang hầm mạnh lắm. Thank you.
hôm qua có lúc cũng thử để mang gầu vào đấy, nhưng mà mang gầu vào một lúc nó lại bị mắc các bạn. Nó cứ có chỗ cứng chỗ mềm. Nó chơi nguyên búa đây. Nội dung là cái đoạn này chơi các kiểu, tà beng, búa chim, búa tạ, gầu máy, giờ đến búa. Chỉ có búa thì mới thắng được chỗ này thôi. Một lần nữa Mạnh lại xin cảm ơn tới bác Ngô Trung và anh Cường và chị Thu Hiền hay Hiền Thu gì đó, và bạn Hậu nữa nhá. Có tất cả các nhà hảo tâm này thì mới có được cái búa ngày hôm nay, thì bắt đầu mới phá được cái chỗ đá này các bác. Hiện tại là đang phá ở cấp thứ 5. Một lần nữa Mạnh cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm, những nhà hảo tâm ủng hộ về làm cống hay là tiền ăn. Một lần nữa Mạnh xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm tới bà con tại Lũng Táng nhé. Thank you.
Điếc công tử sang rồi. Lo xe xe. Được rồi đấy. Các bác ạ. Đứng ở đây cho an toàn. Bảo đứng ở đây cho an toàn. Chỗ này nó hẹp. Chỗ này chỉ có Mạnh dám đứng ở chỗ này thôi các bác. Ra chỗ mép xích. Đứng đây để trực chiến ở đây nhé. Liên tục này, mòn hết tay đi.
phải dùng người cào ra các bác ạ. Cào hết ở trong ven này ra. Cho búa lui ra ngoài tí. Cào ven này bắn chân thôi. Đây sạch tít từ chỗ này ra này. Chín này. Cái búa kia nó không đẩy được rát đến chân này. Nó cứ trượt trượt đi. Cào sâu xuống, nó vẫn còn mà. Ở trong còn bắn chân đấy. Cái này hất ra một lần nữa, cào xem. Gạt đi máy à? Gạt qua chỗ này đi để cào tiếp. Tiếp tục đi. Đây giờ phải cào chỗ này sâu xuống đã. Cứ phải làm sạch chân thì mới lại đi được vào tiếp thôi. Không đoạn này. Đấy. Cả chỗ chân nữa. Chỗ chân thì sạch chưa? Ờ chân vừa kìa. Mưa này nó mới mát này. Bắn được hết cái đoạn chân này rồi các bác. Gạt thêm đoạn kia nữa rồi. Bây giờ sẽ gạt cái này ra và cày thêm một tí chân bên kia nữa là sẽ tiến thẳng trong này. Phía trong này một với nó không hết được. Vẫn còn một ít nữa. Khả năng nó hơi xa. Một với không hết được, còn xa lắm. Nó ra bên kia rồi. Đó,
Báo cáo đi. Đấy, cào thật sâu đoạn này xuống để nó gạt ra. Từ đầu đường vào đến chỗ vách đá này, Mạnh xin chia sẻ tới các bác là nó rơi đâu đó vào khoảng độ 2 cây, mà chắc chắn là khoảng 2 cây rồi. Thì từ đây lên đến đã làm qua lán được của ông giáo rồi, thì đã được khoảng đâu đó rơi vào tầm 5 đến 600 mét nữa. Nó rơi vào tầm khoảng 2 cây rưỡi, 2 cây 6. Đó là theo như Mạnh dự đoán. Thì từ đó lên đến lán của em Xính một chân thì còn khoảng độ cũng gần 4 cây nữa. Khoảng 3 cây 7, 3 cây 8. Bởi vì tổng số km như đo bằng máy điện thoại là đi theo những cái đường mà nó không phải cái đường máy đang đi này, lúc đó là 6 cây 4. Một chặng đường còn khá là dài nữa nhé. Nó bị ách chế lại ở cái đoạn vách đá này thôi, chứ không là cũng đi được khá là nhiều. Đoạn vách đá này quá là tốn thời gian vào cái vách đá này. Chắc còn phải vài ngày nữa để mới xong được. Đây, những cái đoạn này, đây này, tại sao nó cứ bảo là có những cái vết nứt ra. Cái đoạn này đá nó là dạng đá tròn đấy các bác. Đây, nó theo những thớ này. Theo qua đây là máy, vết bắn của máy nó thẳng được xuống thôi, chứ còn đây nọ là nó lứt đúng chỗ này. Theo cái khe. Nó ra cái hút này. Giờ sẽ gạt đi xong là sẽ tiến hành tiếp tục vào phía bên trong. Mình gạt được cái chân này ra là vừa dễ bắn, với hai nữa là để được cái đáy búa vào là nó gạt. Cái cút nối nhanh kia, tháo lắp nhanh của cái đường dây kia họ chế rất là lâu. Nhưng nếu mà buổi tối họ chế được thì sẽ mình thay được luôn đấy, nhưng mà bảo là ban đêm là họ không làm việc, mà ban ngày mang xuống thì họ đang bảo 1 đến 2 ngày. Nhưng mà bây giờ trong khi đó công việc thì đang rất là cần. Để hạ xong cái vách đá này sẽ xử lý đến cái đường dây. Như đoạn này còn không cần gì đến gầu nữa nên có tháo đâu. Hôm qua có tháo một lần thôi, nhưng mà xong nó lại về sau nó cứng lại lắp vào rồi. Và thôi cứ quánh như này thôi. Bởi cái tiết diện chỗ này nó đang hẹp, mà cái phía cấp mình quánh nó cũng đang cao. Bắn ra đâu là gần như nó rơi hết chỗ ra đó. Mà đoạn này mình lại không lấy đá nữa. Chỗ cứng chỗ mềm. Whoa.
bắn vào đá nó nhiều lúc nó cứ nảy tưng tưng lên, xong là nhiều lúc nó cắn sụt xuống, nhưng mà nó chả ra tí đá nào cả các bác. Đây như đoạn này có thể là dùng bằng gầu được đấy, nhưng mà nó chỉ lên. Khối đá các bác, bánh đâu phải là nhanh mà nó lại ở trên cao nữa. Bắn trong này đó. Để ý xem nó có biểu hiện gì cái là phải ới to nhá. Con này nó đang hàm ếch này các bác. Em Dư đứng bên này em quan sát nữa. Tập trung vào ngó nhá. Đây đang đứng trên cửa hàm ếch luôn. Ăn lên. Nhấc cao bên lên. Chân đắm sát vào ấy di chuyển nhá. We'll be right back.
Cả em vừ nữa, cả 9 nữa, 3 người, mạnh nhất là 4. Thêm cả anh Báo nó đứng ở dưới kia nó vào. Đúng rồi, này rung mặt bật. Để ý ở cái chỗ này nhá. Độ dày của cái hàm ếch này, đoạn này nó như cái đoạn chỗ Mạnh đang đứng này, nó rơi được tầm khoảng 1 mét. Nhưng mà nó cắm vào sâu lắm. Ở dưới kia nó phải cắm vào tận đây, tầm này. Tầm này nó bên trong máy, vượt trong máy. Thank you.
đoạn này nữa mới thò được ra đến cái đoạn kia. Nó có vết đất để tự dễ cây nó xiên ra chỗ này được không ạ? Cái đá này để giải cấp phối thì rất là đẹp các bạn. Nhưng mà nếu mà để nó có thêm một tí đất nó lẫn lẫn vào đó thì nó sẽ là dạng cấp phối tuyệt vời luôn. Cấp phối thì nó vẫn phải có đất. Được cái nếu mà giải nguyên này thì gần như không có cỏ mọc.
phải dọn chỗ này đi đã. Dọn phải tiến vào. Để một nhịp nữa các bác ạ. Thế nào cái máy phải đứng được đúng chỗ đầu búa kia thì khả năng nó với được hết. Thôi cào trong ven kia ra đó, để người cào đó. Lên trên này hỗ trợ tí đó. Lên trên này đó. Máy đang lùi lại rồi. Mới đục sạch được cái vết này. Đẩy đẩy thêm tí chỗ này ra cho người cào cho nhàn. Đây này, mô này này. Đấy, viên to tướng. Nào, bốn anh em hộ tí nào, hỗ trợ tí đi. Cào sạch vào nhá, một phát này nữa này. Bắn chân xong là vớn gần như là khả năng là tới. Chén đây, tận đây. Vượt qua đoạn này tí nữa được. Vững chắc như kiềng bốn chân. Này bốn anh em. Họ ba chân mình bốn chân này. Bốn chân cho chắc. Đây, rễ cây ăn xuống tận dưới này cơ mà. Nó theo cái vỉa đất này này. Cái miếng hôm nọ nó nứt đấy. Nứt tụt sâu lắm các bạn. Qua đây Mạnh cũng xin kết thúc video tại đây và hẹn tất cả các bác vào những video tiếp theo.